Theo thông tin từ báo Vietnamnet, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 18 bị án có đơn xin ân giảm, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật, theo đề nghị của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Ngày 27 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 18 bị án có đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước. Việc Chủ tịch nước ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho các bị án thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mở ra cho họ con đường được sống, ăn năn hối cải, phục thiện, cải tạo để có cơ hội trở về với gia đình, cộng đồng, xã hội. Ân giảm án tử hình là thẩm quyền của Chủ tịch nước. Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình được gửi đơn xin ân giảm án tử hình lên Chủ tịch nước. Nếu được ân giảm, hình phạt tử hình được giảm xuống tù chung thân. Nếu đơn xin ân giảm bị bác, bản án tử hình được thi hành. Ngoài ân giảm án tử hình, Chủ tịch nước có thẩm quyền quyết định đặc xá. Đây là hình thức tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.